Rồi. Thì uh, tiếp theo ha, tiếp theo thì mình có cái uh, mình nói tới cái vấn đề là cái, cái 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 gọi là cái tiền tố kế thừa ha, cái tiền tố kế thừa. Thì ở đây là hiện tại mình dùng cái tiền tố là tiền tố bất lịch đúng không? Kế thừa theo kiểu là cái cái tiền tố là bất lịch. Thì tiền tố bất lịch uh, thì ngoài cái tiền tố bất lịch á thì mình sẽ còn có cái tiền tố kế thừa là protect, tactic và private đúng không? Thì ba cái loại kế thừa này thì nó khác nhau cái gì? Tức là mình thay cái bất lịch nè, bằng cái protected hay là thay bằng private. Đó, thì ba cái loại kế thừa này thì nó khác nhau cái gì ha. Thì bây giờ mình sẽ nói cái đầu tiên đó là cái bất lịch. Thì khi mà một cái lớp con á, khi mà một cái lớp con mà kế thừa một cái lớp cha theo kiểu là bốp lịch thì tất cả những cái nội dung của lớp lớp cha như thế nào ha, tất cả cái nội dung của lớp cha như thế nào thì sẽ được kế thừa như thế đó trong ở lớp con, tức là và cũng chú ý một cái là gì à những cái những cái thuộc tính những cái phương thức mà là kiểu private đó, thì chắc chắn là không được kế thừa rồi ha. Tức chắc chắn này là không. à uh, cannot ha. can can uh in her, her re, re, returns, ha. in her, in her, in her mình không nhớ cái động từ nó là gì vậy. Tức là không thể được kế thừa ha, tức là những cái này. Còn uh, những cái protected hay là public á. Đó, đó, những cái cái phương thức những cái biến protected hay lịch á thì sẽ được uh, như thế nào ha thì sẽ được kế thừa như thế đó, tức là nguyên cái này, nguyên cái cái nguyên cái phần này ha. Nguyên cái phần này thì mình sẽ được kế thừa hoàn toàn y chang luôn, tức là nó tương đương với cái chuyện là mình copy nó xuống ha. Tức là mình tương đương với cái chuyện là đây, mình copy hết cái phần cái phần của của cha của phần ở trên cha kéo copy xuống hết đó. Đó là mình copy xuống để y nguyên, đó là bất lịch ha. Rồi thì uh, tiếp theo uh, cái dạng thứ hai là dạng protected ha, dạng protected. Ừ, thì nếu mà kế thừa theo dạng bro, protected á thì nó như thế này. Ờ uh, protected á, thì nó phải, sẽ sẽ vẫn là giữ nguyên ha, tức là cái những cái thông số thông tin của lớp cha đưa xuống dưới cái lớp lớp con này á, thì nó sẽ vẫn giữ yên nguyên, vẫn giữ yên nguyên. Nhưng mà cái bóp lịch á, cái bóp lịch á thì nó sẽ được chuyển lại ha, nếu mà cái bóp lịch này là của lớp cha mang xuống đúng không? Thì nó sẽ chuyển lại thành thành gì? à, uh, protect uh, luôn đó tức là uh, những cái gì được kế thừa từ lớp cha mà mang xuống lớp con thì nó sẽ chuyển về thành thành protected hết uh, ha thành protected hết uh, rồi ok rồi cái dạng thứ ba là cái dạng private ha uh, dạng private thì nó cũng tương tự như protected thôi tức là đây là những cái thông số từ trên lớp cha mình mang xuống đúng không thì bây giờ uh, khi mà kế thừa dạng private thì tất cả cả những cái thông số này đều được đưa về là là private hết ha ok dễ thôi. Đó, thì đó là cái ba cái sự khác biệt của cái tiền tố để mà mình kế thừa ha. Đó, thì mình cứ khi mà kế thừa cái lớp cha thì mình cứ kiếm những cái protected những cái những cái hàm, những cái cái biến mà thuộc rồi thuộc bóp tịch á thì nó hoàn toàn nó được kế thừa hết vào bên trong cái cái lớp con. Thì tùy vào ba cái thông số private protected hay là bóp tịch á thì những cái tiền tố này nó sẽ được Uh, giữ nguyên nếu mà là protected thì nó là giữ nguyên ha còn nếu mà nó là uh, cái gì nếu mà nó là bóp lịch thì là giữ nguyên còn nếu nó là protected đó, thì sẽ chuyển về thành protected hết còn nếu nó là private đó, thì sẽ chuyển về thành private hết ha ok thì đó là ba cái cái tiền tố kế thừa thì ở đây mình có tổng hợp mà những cái loại đó các bạn có thể coi cái cái chỗ này ha thì nếu kế thừa theo dạng là bóp lịch thì những cái cái phần bóp lịch của lớp lớp che base Base, base class tức là lớp cha sẽ biến thành vẫn là public ở lớp con, derive class là lớp con, protected thì vẫn sẽ biến thành protected ha. Còn private thì nó là gen lặng ha, thì nó không có kế thừa ha. Rồi. À, tiếp theo nếu là protected á thì cứ tất cả những cái gì đó kế thừa public lịch thì cũng sẽ biến thành protected. Còn protected thì vẫn giữ nguyên thành protected. Private thì vẫn là không được kế thừa. Còn nếu là kế thừa theo kiểu private á thì tất cả public, protected thì sẽ chuyển thành private hết ha còn cái private của lớp che thì chắc chắn là vẫn không không kế thừa được ha ok ha rồi thì đó là những cái kiến thức cơ bản về về kế thừa các bạn ha về kế thừa ok rồi cái này xóa đi này mình xóa đi này của lớp che ha mình ghi ra chắc các bạn hiểu rõ thôi chứ chứ mình không có, có có, phải là copy xuống ha mình ghi cho các bạn hiểu rõ thôi thì đó là của lớp che thì nó vẫn phải nằm ở ở phía trên của lớp che rồi Ok, thì ở đây có một cái thuộc tính mà private, những cái thuộc tính private mà mình không thể kế thừa thì làm sao mình truy vấn tới những cái cái thuộc tính private thì thì như cái bài video trước mình có nói rồi, đúng không? Thì trong cái trong cái phần mà lịch hay protected á, các bạn chỉ cần viết cái hàm get hay hàm set á để mình đọc cái dữ liệu đọc và ghi dữ liệu vô những cái biến private này là xong. Đó, mình viết những cái hàm get, hàm set ở cái phần lịch hay là ở phần protected là mình có thể truy vấn được tới cái biến này và những cái hàm đó thì mình mình để protected hay là lịch á thì khi mà qua lớp con thì hoàn toàn mình vẫn kế thừa được và mình vẫn có thể sử dụng được như bình thường ha ok ha rồi rồi ok các bạn thì đó là những cái kiến thức liên quan tới kế thừa mà thầy muốn chia sẻ cho các bạn ha thì có gì các bạn coi và làm bài tập thì mình mới mới nhớ lâu và mình mới hiểu rõ nó hơn rồi cảm ơn các bạn ha hẹn gặp lại các bạn ở những cái à, buổi học tiếp theo ừ, ở đây thì nó có một số cái nó 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 báo lỗi nè ha là cái nem này là uh, không thể truy xuất được à đúng rồi đây 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 đó thì uh, khi mà đây khi mà mình lấy mình nhìn cái kết quả nó báo lỗi là các bạn cũng hình dung được nè tại vì ở đây là cái mình kế thừa theo kiểu bờ đúng không nên nên những cái uh, cái biến là biến nem biến tuổi biến hôn thao nè nó là bấp lịch ở lớp cha nó là bấp lịch đúng không nhưng mà do mình kế thừa là dạng private nên những cái biến này á khi mà nó qua bên lớp con á thì nó cũng sẽ chuyển thành là dạng private hết nên vì vậy ở bên ngoài các bạn đây ở bên ngoài mình không thể sao các bạn ừ mình không thể truy xuất được nó báo là gì à không thể truy xuất được cái lý do là gì đó thì mình nhìn vô đây đó cái lý do đây ha đó cái lý do đây đó nó nó báo rất là rõ luôn á các bạn nhìn nhìn cái lỗi các bạn sẽ thấy ha Uh, human name uh, không thể truy xuất được bởi vì student sử dụng cái private to inherit À, để mà, à inherit đây, động từ Để mà kế thừa từ lớp cha, đó Sử dụng cái tiền tố là uh, private để kế thừa từ lớp cha, các bạn thấy không? Đó. Các bạn đọc cái từ tiếng Anh đó là các bạn sẽ hiểu được ha đó. Rồi, ok ha rồi Thì uh, mình kết hợp thêm cái hàm get, hàm set nữa là mình sẽ dùng được thôi Các bạn viết thêm những cái hàm get, hàm set ở cái lớp cha viết ở lớp che thì khi đó nó kế thừa qua thì thì nó sẽ sử dụng được hoặc là các bạn kế thừa ở cái dạng là bóp địch thì khi đó các bạn sẽ truy vấn được những cái biến này còn protected là cũng không được nha protected là là ra bên ngoài cũng không thể truy 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 xuất được tức là protected của lớp cha đúng không thì những cái biến này nó cũng sẽ biến thành protected hết đúng không thì khi đó nó cũng không có truy xuất được nha tại vì protected nó chỉ truy xuất được trong cái 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 chính nó và trong cái lớp lớp con thôi nè các bạn nhìn nè cái nem nè thì ở đây nó sẽ báo lỗi là liên quan tới protected các bạn phóng to cho các bạn đọc ha đó các bạn thấy không đó cái 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 name được asset bởi cái student sử dụng cái protected to inherit đó để dùng cái protected để mà kế thừa ha nó thì không được đó. chỉ có cái dạng bóp lịch thôi thì các bạn muốn nó dễ dàng nhất cho cái chương trình của mình á để dễ hiểu để dễ sử dụng nhất á, thì các bạn cứ kế thừa dạng dạng bóp lịch ha dạng bóp lịch là ở lớp cha nó như thế nào thì nó sẽ mang xuống lớp con như thế đó. đó rồi còn khi mà các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ uh, chỉnh sửa cho nó nó phù hợp hơn rồi ok ha rồi cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo à, còn một cái vấn đề trong cái kế thừa nữa thì mình uh, giới thiệu các bạn luôn đó là cái vấn đề về gọi là đa kế thừa các bạn ha đa kế thừa tức là một cái lớp con á nó có thể kế thừa được từ nhiều cái lớp cha đó nó có thể kế thừa được từ nhiều luôn nha nhiều lớp cha thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ như thế này à, ở đây mình sẽ tiến hành là mình tạo thêm một cái lớp à, lớp che nữa ha một cái lớp lớp khác ví dụ như là liên quan tới cái giấy tờ đấy các bạn giấy tờ về mặt uh, chứng minh nhân dân rồi uh, mã số, số số thuế đồ vân vân á ví dụ mình tạo một cái liên quan về mặt uh, social ha social đó social ha đó mình có một cái class như vậy đó. thì ở trong đây ví dụ như mình mình viết cái class này có nhiều cái thuộc tính phương thức nhưng mà mình lấy ví dụ thôi là là ví dụ như lấy cái số uh, id chứng minh nhân dân với cái uh, một cái số nữa là số về mã số thuế đi mã số thuế à, mã số thuế là uh, task đi ha ví dụ vậy đó thì uh, những cái thông tin này mình có thể kế thừa luôn ở trong cái lớp uh, uh, lớp uh, lớp uh, sinh viên ha hoặc là cái lớp uh, uh, giáo viên giảng viên ha thì mình làm được cái sinh viên đây rồi ví dụ mình muốn kế thừa luôn mà nhiều nhiều cái cái lớp cha thì mình mình phải ha mình dùng một dấu phẩy sau đó mình ghi cái tiền tố kế thừa các bạn muốn là cái tiền tố gì thì tùy các bạn nó bất lịch sau đó thì à, quên cái này xin lỗi cái này mình quên ghi cái tiền tố ở đây đó thì mình kế thừa luôn cái social này ha đó bất lịch xong các bạn ghi chữ social tức là mình kế thừa luôn được à được hai cái được hai hai cái lớp che hai cái lớp che đó thì khi đó mình có thể sử dụng những cái thuộc tính của lớp che này đó rồi bây giờ mình xuống mình 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 ghi thử coi có co, có co, có ghi được không sinh viên sinh viên không một chấm id nè có id nữa bạn đó id đó đó đúng không đó rồi sinh viên không một chấm task đúng không đó thì đó là mã số thuế vân vân đó ha thì đó thì mình có thể kế thừa được từ nhiều cái lớp che ha đó thì đó là một cái nữa mà mình muốn chia sẻ ha rồi một lớp con có thể kế thừa được từ nhiều lớp che có thể lớp che này mình kế thừa theo kiểu public lịch hay là kế thừa theo kiểu protected hay là theo cái kiểu private gì đó thì tùy mình cái nào cũng được hết ha Rồi. thì nhớ là nếu mà kế thừa theo kiểu protected á thì những cái thuộc tính của lớp che này nó sẽ biến thành protected hết thì dẫn tới là gì các bạn À, ở bên ngoài mình truy vấn tới là nó sẽ sẽ không được nó báo lỗi ha thì cái này thì hồi nãy mình có giải thích rồi ok ha rồi thì các bạn lựa chọn cái 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 loại tiền tố kế thừa cho nó phù hợp tùy vào vào cái bài toán ha rồi ok cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo